Hanwha là một trong 10 tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc và nằm trong top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Với mạng lưới hệ thống gồm hơn 76 pháp nhân và 390 mạng lưới thành viên trên toàn cầu, Hanwha hiện có danh mục kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực sản xuất và xây dựng, tài chính, dịch vụ và nghỉ dưỡng. Được thành lập từ năm 1946, Hanwha Life là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời nhất tại thị trường Hàn Quốc. Hiện Hanwha Life có tổng tài sản lên đến hơn 109 tỷ đô la Mỹ và được xếp hạng tín dụng cao nhất AAA bởi Career Ratings và cơ quan kiểm định thông tin dịch vụ tín dụng Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Hanwha Life có giấy phép thành lập và hoạt động từ tháng 6 năm 2008. Với vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng, tương đương hơn 233 triệu đô la Mỹ và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính vững mạnh nhất Việt Nam. Mục tiêu của Hanwha Life là trở thành công ty bảo hiểm đáng tin cậy nhất, đồng hành cùng khách hàng và lấy khách hàng làm trọng tâm. Hiện tại, Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có phạm vi thanh toán rộng nhất trên thị trường, bao gồm ngân hàng thương mại, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử và điểm thu hộ trực tiếp. Hanwha Life còn là một trong những công ty thể hiện trách nhiệm xã hội bằng rất nhiều những hoạt động ý nghĩa nhằm mang lại cho người dân Việt Nam một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tổng chi phí cho hoạt động cộng đồng tính đến nay lên đến hơn 30 tỷ đồng. Với tinh thần nỗ lực và cống hiến vượt bậc, Hanwha Life tự hào nhận được nhiều giải thưởng danh dự do tổ chức và chính quyền trao tặng. Dựa trên sứ mệnh cung cấp các dịch vụ bảo vệ cuộc sống, Hanwha Life Việt Nam sẽ phát triển như một công ty tài chính mà khách hàng có thể yên tâm, tin tưởng. Tại Việt Nam, hệ sinh thái của Hanwha cũng đã có mặt với hơn 10 công ty đa dạng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất linh kiện động cơ máy bay, thiết bị an ninh, năng lượng mặt trời, bảo hiểm, chứng khoán, công nghệ tài chính. Với cam kết đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, tập đoàn Hanwha và Hanwha Life sẽ đồng hành xây dựng một Việt Nam bền vững và tươi sáng hơn. Bước vào thập kỷ mới, Hanwha Life Việt Nam sẽ không ngừng sáng tạo, đổi mới và nỗ lực để mang lại những giải pháp cuộc sống toàn diện cho khách hàng Việt Nam.